Chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một số chức năng căn bản của cái mạng xã hội Discord. Vâng, thưa quý vị, Discord là một mạng xã hội rất thông dụng và phổ biến không chỉ đối với các game thủ mà hiện nay nó còn rất phổ biến và thông dụng trong lĩnh vực crypto. Rồi, thì cái chức năng thứ nhất đó là chức năng tìm kiếm. Quý vị để là cái trang chủ và nhập ở cái ô tìm kiếm. Ở đây quý vị có thể tìm kiếm một cái server mà quý vị đã join vào rồi, hoặc tìm kiếm một cái link trên mạng xã hội Discord hoặc một cái channel nào đó. Để tìm kiếm một cái link thì quý vị cần phải nhập A còng ở phía trước, sau đó đánh tên nick và nhập Enter. Rồi, chức năng thứ hai đó là thoát khỏi một cái server khi quý vị không muốn theo dõi nữa. Đó, đây, thì quý vị hãy chọn đến cái server mà quý vị muốn thoát ra. Và ở trên này nó có cái dấu tích chữ V hoặc là 3 chấm. Đó, quý vị chọn vào, rồi chọn tiếp là Leave Server, chọn xác nhận. Ok. Chức năng tiếp theo đó là tạo mới một server cho riêng mình. Ở đây, nếu quý vị muốn phát triển đội nhóm hoặc là quảng bá thương hiệu thì quý vị có thể tạo riêng cho mình một cái server cá nhân. Đó. Thì ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái server cá nhân riêng. Cho nên, video này tôi sẽ không đi sâu vào cái chức năng này. Rồi, cái chức năng tiếp theo, đó là tìm kiếm một cái server công khai. Quý vị, đây là Home ở đây. Và trong cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy nhập cái tên server mà quý vị muốn tìm kiếm. Nhập xong, chọn Enter. Đó, thì nó sẽ ra danh sách tìm kiếm ở đây. Quý vị chọn đến cái server mà muốn join vào. Thì tùy từng server, họ có cái độ bảo mật khác nhau. Có một số server họ sẽ không cần phải dùng bot để xác nhận. Như ở đây, quý vị cần phải xác nhận mình không phải là một robot. Quý vị chọn và tích vào đây. Chọn Join This Server. Chọn Next Go. Đó. Rồi. Chức năng tiếp theo là ở cái ô tìm kiếm trong một cái server, thì ở đây quý vị có thể tìm kiếm nội dung tin nhắn, những cái đường link, nội dung chat hoặc những cái nội dung thông báo trong một cái channel trong một server, hoặc tìm kiếm username trong cái server mà quý vị đang ở trong này. Chức năng tiếp theo đó là một số cái chức năng. Quý vị để ý đến cái biểu tượng cài đặt ở phía dưới. Đó. Quý vị có thể chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Hiện tại Discord hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Đó, chọn tiếng Việt này. Rồi, thì cũng trong cái phần cài đặt này, ở đây có rất nhiều các chức năng. Quý vị có thể thay đổi ảnh đại diện, thay đổi username, thay đổi email và thay đổi số điện thoại, cũng như cài đặt cái chế độ bảo mật an toàn trong trường hợp quý vị sử dụng cái mạng xã hội này. Trong crypto thì quý vị nên đặt cái chế độ đảm bảo an toàn. Đó. Và bên dưới nó còn rất nhiều các chức năng nữa.
Thì ở đây quý vị hãy tự thiết lập theo ý thích của mình. Thiết lập xong, quý vị click vào cái dấu nhân này để tắt nó đi. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.